Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Angular và chạy thử Angular với chương trình đầu tiên. Như ở buổi học trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan và các tính năng nổi bật ở trong Angular. Thì để chạy được Angular thì đầu tiên chúng ta phải cài đặt môi trường. Việc đầu tiên các bạn phải cài đó là Node.js. Các bạn có thể xem những video của buổi trước, tôi có hướng dẫn về cài đặt Node.js và môi trường ở đây mà tôi sử dụng là môi trường Windows. Đó. Sau khi cài Node.js rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có npm. Thì npm là công cụ quản lý bucket của JavaScript, những cái thư viện của JavaScript. Các bạn có thể mở cái cmd lên trên Windows, nó hỗ trợ, và các bạn gõ npm. Nếu mà các bạn cài Node.js rồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị version của npm như thế này sau khi gõ npm-v. Và tôi sẽ tiến hành cài đặt Angular CLI. Tôi sẽ cài đặt là npm.intro và a:angular/CLI và tôi nhấn Enter. Thì quá trình cài đặt này nó sẽ diễn ra trong một vài phút. Thì các bạn có thể ngồi chờ để việc cài đặt nó kết thúc. Ở đây các bạn nhìn thấy là chương trình của chúng ta đã đang được cài đặt, Angular CLI đang cài đặt. Thì có rất nhiều thư viện trong Angular CLI, và quá trình cài đặt này nó đang lấy dữ liệu của các thư viện đó về. Các bạn nhìn thấy tất cả đều là fetch và load. Các bạn nhìn thấy trên màn hình code của chúng ta này, nó đang chạy đây. Và đây là quá trình cài đặt cho Angular CLI. Đó, cũng gần xong rồi. Thông thường thì việc cài đặt ở trên Windows nó sẽ chậm hơn ở trên môi trường Linux. Đấy là cái cảm nhận của tôi khi tôi sử dụng cả hai cái môi trường này. Thì tôi thấy là ở trên Windows, kể cả những việc sử dụng lệnh ở trên Windows nó cũng bất tiện hơn rất là nhiều so với việc sử dụng ở trên Linux. Đó. Nhưng tuy nhiên thì trên Windows nó có những cái lợi thế riêng khi mà chúng ta dùng ví dụ như Photoshop hay là các phần mềm quay màn hình, thì tôi thấy nó perfect hơn so với dùng Linux. Thế nên tôi lựa chọn là sử dụng môi trường Windows. Và các bạn thấy là ở đây tôi đã cài đặt thành công Angular CLI với cái version của nó là 7.1.2. Đó. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái project với Angular. Tôi sẽ truy cập vào ổ D trên Windows như thế này, và tôi truy cập vào thư mục Training. Tôi truy cập vào thư mục Angular. Đó. Và ở đây tôi sẽ tạo ra một project. Thì ở trong Angular hỗ trợ việc tạo project bằng câu lệnh ng. Sau khi mà các bạn cài đặt Angular CLI xong thì cái lệnh ng này nó chính là cái câu lệnh sử dụng để thực hiện một vài cái chức năng trong Angular. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây. Và lúc này tôi sẽ sử dụng là ng new và tên project của tôi, ví dụ như là listen1. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ thấy có một màn hình hỏi là bạn có muốn add luôn cái Angular router vào hay không. Tôi sẽ để là no. Đó. Và nó sẽ hỏi là style set chúng ta sử dụng là gì, CSS hay là SAS hay là LESS. Ở đây tôi sẽ chọn là CSS. Các bạn có thể nhấn mũi tên up down như thế này để chọn, thì tôi sẽ chọn là CSS. Đó, các bạn thấy là quá trình khởi tạo một cái project của Angular nó đang được diễn ra. Nó cũng đang kéo dữ liệu từ trên môi trường GitHub về. Các bạn có thể thấy ở đây. Đó. Thì quá trình cài đặt này nó cũng sẽ diễn ra trong một vài phút. Thì các bạn chờ và xem kết quả ở trên máy của mình. Ok, các bạn thấy là ở đây tôi đã cài đặt xong Angular project. Và các bạn thấy có một vài cái thông báo ở đây. Nó yêu cầu là phải config git global. Cái này tôi chưa làm.
Tuy nhiên thì không không vấn đề gì cả. Tôi sẽ quay trở lại thư mục Angular và chúng ta sẽ nhìn thấy cái thư mục mà chúng ta vừa chạy được ở đây chính là listen 1. Đây. Các bạn nhìn thấy thì đây là cái Angular listen 1 mà chúng ta đã vừa tạo được ở trong thư mục Angular. Và lúc này tôi sẽ truy cập vào thư mục listen 1. Và để chạy được Angular thì chúng ta sẽ phải start server. Thì chúng ta sẽ dùng ng serve như thế này và trừ trừ open như thế này là chúng ta sẽ start server lên. Khá là chậm, các bạn chờ một chút. Và trong quá trình chờ thì tôi sẽ mở cái thư mục project mà chúng ta vừa tạo là Angular Lesson 1 lên như thế này để chúng ta xem cấu trúc của nó. Tôi sẽ đi vào tổng quan cấu trúc của Angular. Một project Angular thì nó sẽ có cấu trúc như thế này. Các bạn nhìn thấy, đầu tiên là E2E thì cái này các bạn tạm thời có thể bỏ qua cho mình. Và thư mục node module là chứa toàn bộ thư viện của Angular thì các bạn cũng sẽ bỏ qua. Thì khi các bạn cài đặt thì nó sẽ tự động được kéo tất cả các thư viện về node module rồi. Và các file ở bên ngoài các bạn thấy là có file angular.json thì đây là file thông tin tổng quan của project. Đây, thông tin tổng quan project và tên project mà chúng ta vừa tạo là listen 1. Nó ngoài ra có các thông tin khác của file angular.json, file package.json, đây là cái file mà nó thể hiện, nó chứa tất cả các thông tin thư viện mà chúng ta sử dụng. Và những cái thư viện này nó được cài ở trong node module rồi. Và một cái nữa là ts-config thì đây là cái config dành cho TypeScript. TypeScript nó sẽ khi mà chạy thì nó sẽ compile TypeScript sang mã nguồn JavaScript các bạn nhé. Và ở đây cái engine mà mình đang sử dụng là ES2015 đó. Và tiếp theo là thư mục src, một thư mục quan trọng, và đây chính là thư mục mà chúng ta sẽ viết code ở trong này. Và trong đây chúng ta sẽ có thư mục app, thì ở thư mục app sẽ chứa các component. Và các bạn nhìn thấy mặc định của chúng ta đang có component là app component, và tất cả các component này, tất cả các thông tin của component app component nó sẽ có các file tương ứng như là CSS của app component, template chính là HTML của app component và một file component của app component như thế này. Tiếp theo là thư mục asset. Asset là thư mục sẽ chứa tất cả những cái file mở rộng như là JavaScript, JS hay là hình ảnh. Đó, ngoài ra những cái file còn lại thì các bạn có thể tạm thời bỏ qua. Thì đây có file index là file chạy chính. Là file chạy chính các bạn nhé. Và chúng ta quay trở lại cái màn hình mà chúng ta vừa start server thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã chạy được server rồi. Compile success. Và mặc định Angular sẽ chạy lên với cổng là 4200 như thế này và domain là localhost thì chúng ta đã chạy được chương trình Angular đầu tiên với cái màn hình như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là màn hình Angular đầu tiên đó, và cái màn hình này nó đang chạy với cái component mặc định của Angular, đó chính là app component. Các bạn nhìn thấy ở đây chính là app component và cái nội dung của nó ở đây các bạn có thể nhìn thấy welcome total và component của nó, total của nó là listen 1. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là welcome to listen 1 ở đây. Đó, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cái nội dung hiển thị ra như vậy. Đó. Thế ở bài học này tôi tạm thời dừng lại tại đây. Thì qua đấy các bạn sẽ biết cách, thì qua bài học này các bạn sẽ biết cách cài đặt Angular và tạo một cái project và chạy cái project đó như thế nào. Và kết quả cuối cùng là các bạn được cái màn hình đầu tiên như thế này. Ở bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu sâu hơn về cú pháp, về cấu trúc của Angular và khái niệm về component ở trong Angular. Xin chào và hẹn gặp lại.